Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Lời đầu tiên thì Vượng Hạnh tiếp tục xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Những thông tin ngày hôm nay mà Vượng Hạnh muốn gửi đến quý ông bà, cô bác, anh chị, tới quý vị và các bạn, những ai đang theo dõi đàn gà con, những ai đang thắc mắc về những câu chuyện của Mạnh Quỳnh. Ngày hôm nay thì tất cả mọi người chúng ta sẽ bình luận công tâm và chúng ta sẽ nhìn nhận sự việc để xem và để chúng ta biết được những cái câu chuyện, những cái mà cái thứ mà chúng ta đang gọi là chúng ta nghi ngờ. Kính thưa quý vị, thì lễ đại tường của chị Phi Nhung mà vừa rồi anh Mạnh Quỳnh không có về để tham gia, thì tất cả mọi người chúng ta cũng phải hiểu được rằng trong câu chuyện này chắc chắn nó sẽ có gì đó, nó sẽ rất là khúc mắc để khiến cho tất cả mọi người chúng ta cần phải suy nghĩ lại, chúng ta cần phải xem xét tình huống để rồi chúng ta sẽ cho ra một cái gọi là bình luận đúng đắn hơn về ca sĩ Mạnh Quỳnh. Trong những ngày vừa qua có rất là nhiều những câu chuyện, có quá nhiều những cái mà nghi ngờ, những cái trách móc hay là những cái mà chúng ta cảm thấy có những cái bình luận rất là trái chiều đối với anh Mạnh Quỳnh. Như ngày hôm qua anh Mạnh Quỳnh đã đăng tải một cái bài viết là anh đã ở cái nơi mà anh đã biểu diễn, anh trở về. Sau đó thì quản lý Diễm Phạm có vào bình luận và hiện tại Vượng Hạnh đã ghim cái bình luận của quản lý Diễm Phạm lên màn hình. Thì các quý vị chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái mà một cái ý thì tất cả chúng ta phải nhìn nhận. Và quản lý Diễm Phạm cũng có nói như sau: anh ơi, xong hết rồi, mọi thứ tốt hết, báo cáo anh. Đó, sau đó là nhắc tới anh Mạnh Quỳnh. Thì có rất là nhiều những cái trang mạng đã đăng tải rằng là cảm ơn người thầm lặng. Thì chúng ta phải biết rằng người thầm lặng là ai, người thầm lặng đã làm cái gì mà có rất nhiều những cái trang mạng, kể cả những người là FC miền Bắc hay FC miền Nam, có rất là nhiều các cái trang mạng Facebook đăng tải những cái thông tin. Cho nên ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta thì chúng ta cũng phải nghĩ về cái câu nói này của quản lý Diễm Phạm. Tất cả mọi công việc, tất cả mọi cái gì đó liên quan tới những cái công việc của chị Phi Nhung, không phải rằng anh Mạnh Quỳnh không quan tâm, không phải là anh Mạnh Quỳnh không hề để ý tới, mà theo tất cả mọi người suy luận thì cái một cái hướng thì mình nghĩ đó là một cái hướng sẽ nó sẽ không đúng. Bởi vì mọi người thực tế là chúng ta hãy nhìn cái bình luận này của quản lý Diễm Phạm thì chúng ta sẽ biết được rằng cái công việc này anh Mạnh Quỳnh chắc chắn phải làm một cái gì đó, chắc chắn sẽ có một cái gì đó, nhưng anh không lộ diện, anh cũng không muốn để cho nhiều những cái trang mạng, những cái thông tin để mà muốn nó dẫn dắt nó sai sự thật đi, để rồi đem lại những câu chuyện nó sẽ rất là không vui, nó sẽ không hay. Kính thưa quý vị, thì đây là chúng ta chỉ phân tích những cái câu nói, chúng ta phân tích những cái gì mà những cái câu nói ví dụ như là của quản lý Diễm Phạm đến ngày hôm nay, thì tất cả chúng ta phải biết rằng là anh Mạnh Quỳnh chắc chắn sẽ không hề thờ ơ trong công việc này, chắc chắn anh Mạnh Quỳnh sẽ phải có một cái gì đó liên quan tới cái lễ đại tường của cố ca sĩ Phi Nhung. Mọi người thì thật sự chúng ta chỉ nghe tất cả các trang mạng, nhưng chúng ta nên nghe và nhìn những cái gì chính thống, nghe những cái gì nó những cái kênh nó đúng với sự thật, thì chúng ta mới biết được rằng những cái gì đang diễn ra trên hiện trạng bây giờ. Thì cái bình luận này của quản lý Diễm Phạm thì có rất là nhiều những cái bình luận của cô dì chú bác ở trong và ngoài nước đã cảm ơn, đã vào bình luận, cũng bình luận là cảm ơn người thầm lặng đó. Thì tất cả chúng ta cũng mong muốn rằng trong cuộc sống này
Mong tất cả quý vị hãy đánh giá một cách khách quan, hãy đánh giá một cách thiết thực. Thực ra mà nói thì chúng ta thì là những người ở bên ngoài, chúng ta chỉ là những người hâm mộ, chúng ta chỉ là những người theo dõi. Cho nên là tất cả chúng ta hãy xem xét thật kỹ lưỡng từng những câu chuyện của mình, rồi mọi người hãy đánh giá sang người khác để cho chuẩn mực hơn, để đỡ tội nghiệp cái người mà chúng ta có thể là đang yêu mến. Kính thưa quý vị, thì tất cả trong cái lễ đại tường của cố ca sĩ Phi Nhung thì tất cả mọi người ai cũng đều xúc động, ai cũng đều thương cảm vì cái sự ra đi đột ngột của chị Phi Nhung. Thời gian trôi đi thì cũng đã 2 năm, có rất là nhiều những câu chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, đáng thương có và đáng tiếc cũng có. Cho nên là câu chuyện này thật sự mà nói, đến hôm nay quản lý Diễm Phạm bình luận một từ này thì chúng ta cũng đã đủ hiểu rằng, chắc chắn rằng anh Mạnh Quỳnh sẽ không thờ ơ, sẽ không phải là không quan tâm đến cái lễ đại tường này. Ngày hôm nay thì công việc đã xong, 3 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung đã xong, tất cả mọi chuyện đều rất êm đẹp. Thì chúng ta chỉ cần nhìn cái bình luận này của quản lý Diễm Phạm là có ghi rằng: anh ơi, xong hết rồi, mọi thứ tốt hết, báo cáo anh. Đó là một câu nói này thì đã đủ hiểu cho tất cả chúng ta là anh Mạnh Quỳnh không hề thờ ơ trong cái lễ đại tường này. Chỉ có một điều rằng anh Mạnh Quỳnh không muốn xuất hiện, không muốn kéo thêm những cái dư luận nó kéo dài, và không muốn nó ảnh hưởng tới một cái gì đó người ta gọi là những cái trang mạng sai sự thật đó quý vị. Hôm nay thì mình cũng muốn nói rất nhiều với các quý vị khán giả, để mong cho các quý vị khán giả chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu sâu hơn, hoan hỉ hơn, và sẽ cố gắng xem lại để mà chúng ta hiểu được hơn về anh Mạnh Quỳnh một chút, để tất cả mọi người chúng ta tiếp tục có những cái hay, cái đẹp để cho chúng ta được thưởng thức, cho chúng ta được yêu mến, và ngày ngày chúng ta được theo dõi Đàn Gà Con, theo dõi rồi anh Mạnh Quỳnh hay là tất cả ekip thôi. Thế còn về cái bình luận này của quản lý Diễm Phạm, chắc hẳn là những người như các quý vị khán giả đủ hiểu, chắc chắn là sẽ hiểu cái bình luận này của quản lý Diễm Phạm, để mà chúng ta sẽ nghĩ khác đi một chút, chúng ta hãy đánh giá khách quan hơn một chút và tìm hiểu sâu hơn nữa, để tất cả chúng ta sẽ đem lại cho nhau những cái tình yêu thương, đem lại cho nhau những cái nhìn nó thân thiện hơn, để trong cuộc sống này lại tiếp tục có rất là nhiều những cái để mà chúng ta sẽ trân trọng hơn, đúng không thưa quý vị? Còn về Đàn Gà Con thì thật sự là các quý vị khán giả quá là yêu thương, quá là tuyệt vời đối với Đàn Gà Con. Nhưng chỉ một chút sai lệch nào đó thôi đối với anh Mạnh Quỳnh thì chúng ta có thể xem lại và chúng ta nghĩ lại, để rồi câu chuyện sau này nó sẽ đi vào một cái đúng cái quỹ đạo của nó, để rồi tất cả mọi người chúng ta sẽ có được những cái góc nhìn nó đúng đắn hơn trong cuộc sống nha quý vị. Tất cả mọi chuyện trong chúng ta ai cũng vậy thôi, thì kể cả chuyện gia đình của chúng ta cũng phải nhìn nhận cái góc độ cho nó đúng đắn, không nên đánh sai sự thật, không nên, nói chung là thông tin thì chúng ta phải nghe kỹ thì chúng ta mới ra quyết định được. Chỉ vì một cái sơ suất nhỏ của chúng ta có thể làm ảnh hưởng rất là lớn tới người khác. Đó là một trong những cái công việc, một trong cái suy nghĩ của chúng ta thì cần phải có những cái quyết định nó đúng đắn, đi đúng hướng, về đúng lối thì nó sẽ thuận tiện và nó sẽ thành công hơn trong cuộc sống đó quý vị. Và đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay Vượng Hạnh cũng muốn gửi gắm đến toàn thể mọi người trong và ngoài nước, để cho tất cả mọi người có thể biết được những cái câu chuyện này, để mà các quý vị sẽ có những cái đánh giá nó sẽ đúng đắn hơn trong cuộc sống, để có thể đỡ phải tủi thân cho người khác, đúng không thưa quý vị? Và một lần nữa xin chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông cũng như để lại những lượt bình luận để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV và ủng hộ cho Đàn Gà Con nhiều hơn nha quý vị. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những cái clip, ở trong những cái thông tin tiếp theo mà Vượng Hạnh muốn đăng tải cho quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.